Vâng, như vậy là giải đấu đội kết thúc rồi. Như vậy chúng ta đã có phần thưởng trong trò chơi rồi. Bạn tiếp tục chạy phi tôn được. Mana gua tu? Thôi, vâng như vậy là con này sẽ giết được nhá. Ôi! Quả bóng cây chết tiệt này đi. Để cái quả bóng cây chết tiệt này. Không biết là cái nào tôi có thể tấn công được. Đấy, wait for me. Đồ chó đây, cái đồ chó này. Oh, no, 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 no. Bạn, như vậy. Như vậy các bạn mình vậy cả. Chưa bắn tình cảnh chứ. Ôi, no, 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 no. Giờ còn mình thôi. Giờ một mình thôi. Chắc wow mình dẫn đầu rồi ha ha mình dẫn đầu vào wow, như vậy à yeah mình thắng. Sau vài hôm, sau hai lần bị xếp thứ ba rồi, lần này mình đứng thứ nhất rồi, mình đứng thứ nhất trong trò chơi này. Rồi đã đủ bài chưa? Giờ hôm nay là tiêu diệt con robot đó. Tôi chết rồi, tôi quét ma QR.
quét mã kia rồi bực cả mình, bực cả mình luôn. Gary băng giả, hãy lúc tiêu diệt con robot này. Let's go. Ôi tiêu chạy à, tuyệt đẹp luôn đi mẹ. And so ha ha. Mình đã không muốn tham gia cái nhóm Zalo của ông Phan Phan rồi. Ông Phan Phan cũng biết mình tham gia rồi, cho ông nhớ. Ông biết mình ở trong đấy, ông lại kích mình ra. Điện máy bằng giá à? Thôi, thế tôi nói thật tôi không thích tham gia nhỏ. Có đi. Tôi nói thật nhé, tôi không thích tham gia nhỏ. Nhóm Zalo của ông Phan Phan chạy thu thập thành phố lãng quên. Thì tôi đã nói rồi thì ông Hiếu mà biết là tôi ở trong nhóm PVZ TV Remake nhá, ông Hiếu sẽ kích tôi ra. Ông Hiếu sẽ tích kích tôi ra. Ok, và bây giờ mình sẽ đi thu thập ba rồi. Đây là mình chỉ cần lấy một số nguyên liệu mà thôi. Nó phải chết. Bye luôn. They are life, I can't think of it. Thank you.
tiếp tục chạy thu thập thôi. Chưa. Chết rồi. Chiến bại thế nào chưa? Nhìn xem ta bất khả chiến bại. Tiếp tục. Chúng ta báo. Cái này mình chưa chế tạo này. Ô, còn đồng, có một có như ba kim cương à? Ô, quả trứng à, quả trứng à. Phần 2 của bom mới có được quả trứng. Quả trứng đó. Bom rồi. Bom rồi, quả rồi. Bom màu xanh. Quả bom màu xanh rồi, bom màu xanh. Thế này mình sẽ tục mình sẽ sang thành phố lãng quên để này. Trời ạ, à, mình chả biết được quả trứng đấy ở đâu. Bực cả mình chả biết, và chả biết quả trứng đấy ở đâu luôn. Chết mà nặng thả cư. Nguyên ba thằng gì ạ? Như vậy là ta đã mất một chút là hai kỳ. Rồi như vậy.
Oh my God. Hai giờ trả biết đi tao. Rồi thì ra phải chế tạo quả trứng đó. Để tăng tốc cho nhanh. Rồi. Vô quả bom này đấy. Rồi, đó với con kiến đó rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đấu với con kiến đó. Let's go. 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 Xong, ta đã có chiếc nạ đầu tiên của Aki. À, cái này nó sẽ đi lên đường chết thôi. Ừ, okay. Xoay vòng nào. Oh man. Ha ha ha. Ê, nhìn xem ta bất khả chiến bại chưa này. Nhìn xem ta bất khả chiến bại chưa. Let's go. Good boy. Insane. Uka uka. Bản sao của chiếc mặt nạ. Chào. Chúng ta cần cây nấm. Chúng ta cần cây nấm để vậy chúng ta sẽ sang phần trạng kỹ thuật nhé. Rừng rùa. Bây giờ chúng ta sẽ sang rừng rùa. Sang map rừng rùa. Để lấy cái cây nấm. Để lấy cây nấm đó. Để lấy được cây nấm đó chúng ta phải đến map rừng rùa. Chúng ta phải sẽ phải đến map rừng rùa để lấy cây nấm đỏ. Ô, không phải như này. Ô, kìa rồi, cây nấm. Cây nấm. Thank you.
18. Bước 3 phần dìa. Let's go. Con chơi chú. Phải đợi chảo rơi chú. Không may là mình có chiếc mà chiếc mà chiếc mà và như vậy là mất mặt bằng mất chiếc mà chiếc. Ôi bị choáng rồi. Wow, wow, wow! Tránh đi, nó đang đi tránh cái meter ra rồi này. Wow, wow. Ôi, giỏi ai, mẹ. Đâu, đâu nháy rồi. Gặp nháy con rùa thì mẹ không kịp xoay. Ai vòng rồi thì mẹ không kịp xoay vòng. Xoay vòng luôn đi mẹ. Thu thập rồi. Ô, quả bom không? Quả bom, quả bom. Quả trứng nữa, quả trứng quên đấy, quả trứng. Quên quả trứng, quên bố, quên mẹ nó quả trứng. Bó mà đi mẹ. Ô, còn quả bó màu xanh nữa quên. Ôi ôi, còn quên mất quả bom màu xanh. Thôi tăng tốc mẹ thôi. Thôi, đủ. Đã đủ. Đã đủ mọi thứ để chiến đấu với cái mặt nạ Aku giả này. Let's go. Ô, à, mình hiểu rồi, khi mình cầm quả này lên ấy thì mình sẽ không thể. Uka uka nita uka uka mặt nạ. Cao ca vãi cả ui, bị mẹ vãi cả ui cao ca. Đi kia ba, đi. Mẹ.
Thì chưa được ném luôn. Đây tôi sẽ cố gắng để không đi về đi mà. Oh, oh, what the fuck lại nữa. Rồi. Đùa thôi à. Oh, what the fuck? Gần chết rồi. Ơ thì mẹ gần chết rồi mà lại tấn công cái tấn công mình. Một. Cuối cùng thì cũng chưa diệt được cái mặt của Aku giả đó. Về thôi. Về. Tiếp. Ít mẹ đã phải tiêu hết số kim cương để tiêu diệt cái mặt Aku giả đó. Thế luôn mình đã phải tiêu hết số kim cương. Trợ lý phòng thí nghiệm à. Map mới, map mới. 20 kim cương. Tàn tích đền thờ. Lần này phải mình phải đến map xem yêu cầu cho. Ok, lên phải đến map giờ và sang map lên mình sẽ sang map thành phố lãng quên. Thành phố lãng có lẽ mình sẽ tới map thành phố lãng quên để let's go. Go. Oh, no. Oh, no. Xem bên dưới đó có gì thôi. Có gì. Mình cứ không thể không ngừng xoay vòng luôn. Làm thế này sẽ không mình bị rơi xuống hồ. Lúc mình không bị rơi xuống hồ. Holy shit. Tuy nhiên là mình sẽ kêu 5 kim cương để chạy tiếp. Có lẽ là mình sẽ kêu 5 kim cương để chạy tiếp. Có lẽ là để một tí là xong nhiệm vụ rồi.
Vâng, như vậy là mất trước bản nặng của Haku. Vâng ạ, à, như vậy là mất trước bản. Oh shit, rơi xuống. Oh, gần rồi. Giờ thịt mẹ toàn rơi. Thịt mẹ toàn rơi xuống hố bực cả mình. Ôi trả lên chúa. Đó, như vậy là mất cái này. Gì mẹ. Thôi, không tiêu, không tiêu cái 20 kim cương là làm gì. Phí mẹ kim cương. Phí mẹ hết cả kim cương. Trời ạ. Ô, quả bom nữa, có quả bom nữa. Chế lại quả trứng đó rồi. Chế đạo của chúng tôi. 9 kim cương mới xong rồi. Có lẽ mình sẽ mát thành phố lãng quên. Giờ còn lại thịt mẹ, giờ còn lại 3 kim cương, 3 viên kim cương. Let's go, let's go, let's go. Xong nhiệm vụ. Ok lên. Chào. Ba thần diệu. Thêm 7 quả ốc nữa. Ô chết, bị rơi xuống hố rồi. Đang định chuẩn bị làm nhiệm vụ rồi. Nhận thấy quả ốc địt mẹ. Mẹ cứ tụt xuống rơi. Địt mẹ cứ rơi xuống hố. Chán vai, chán về là. Bom. 2 phút. Ok. Đủ 3 cái. 3 cái. Ca rồi còn. Có lẽ là mình.
sẽ chơi mát vào đền thờ. Đền thờ ta thích đền thờ. Ồ, có hai thứ, có cây nấm này cũng có trong map. Khoan đã, cây nấm này cũng có ở map rừng rùa. Cái cây nấm này cũng có ở map rừng rùa, nhưng mà mình đã chơi map rừng rùa, nhưng mà map rừng rùa map được. Thịt mẹ rơi xuống hố nào. Giờ chơi thẻ chơi cái mắt. Nhờ là tôi chơi cái, để tôi chơi cái game này tôi toàn rơi xuống hố. Nhưng mà nói thật, game này chơi giống tên Phật ra. Lại đến ok, sẽ map là tàn tích đền thờ. Tàn tích đền thờ còn có lẽ là còn 5 cây nấm nữa không nhỉ. Hai cây nấm à. Ba thần diệu. Và như vậy là chúng ta đã mất cái mặt nạ của Aki. Chiếc mặt nạ đầu tiên của Aki. Chiếc mặt nạ. Thu thập thôi. Thì lại thành phần cho các vũ khí tương lai à? Thành phần cho các dụng vũ khí tương lại tiếp tục được. Không biết là map gì nữa đây, không biết lại là map gì nữa là chắc là map rừng rùa hoặc là lại cái map này. Đấy. Thôi dù sao cứ chơi rồi, dù sao mình cứ chơi rồi, chơi chả quan tâm. Một. Giờ chỉ có thu tập 700 thôi. Ừ.
Thế cái gì cơ? Ô mày. Ô chết. Địt mẹ xuống cái đi tờ. Địt mẹ xuống cái đi tờ mới đau. Thôi thì cái tên boss này dù sao thì để tập 7 để đấu đi. Thôi bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây nha.